Dung Lữ, em hằng nặng mụn nhẹ nhàng kỹ nữa. Chị ở xa quá không thôi hai mẹ con chị tới kiếm em nặng mụn mà. Dạ chị. Sáng giờ em toàn gặp ca mụn ti ti vậy không có chị. Nên nhiều em ngại em không quay clip cho mọi người xem. Nhiều lắm. Mụn chút chút vậy chứ nặng cực lắm. Nó nhiều á, đầy khắp mặt khách. Mà nặng xong người ta rất là thích thì nó nhẹ mặt. Đỏ trang à? Ông ăn cháo chưa ta không biết? Ăn nhanh không? Đói không sao? Về ông thấy cái cháo ông chỉ ông nhìn. Nhớ ghi cáp em chia sẻ ghi cáp như mọi người vào con bụng này. Mẫn không à? Con nhìn thấy gì không? Tì tì thôi hả? Nhìn lắm. Ừ, cứng không?
vậy không á cả nhà. Nhỏ ti ẩn khắp mặt cho nên là họ không có quay nhiều, nhưng mà còn phải quay cho mọi người xem. Nhiều người nghĩ tưởng là mình không có mụn, nhìn lại ta ai thấy mụn của mình, nhưng mà khi mặt lên mình ra một bàn tay nữa, tí ở đây mặt hết. Chỉ có mình mới biết là mình có mụn hay không. Nhìn không thấy có nào mà nặng cái nào cũng sụp sụp lên. Chung là khi mà mình giải quyết hết mụn mà mình đã góp phần 70-80% là mình giúp mình hết mụn được. Các bạn cứ bôi thuốc ức chế mụn, mụn nằm sau chúng ta nó chai cứng như lông hết. Mụn già là con thấy đây, con thuốc gì mà làm cho nó tan mà nó chạy, chỉ gơm cồ thôi. Bắn vịt vịt kìa. Thấy này nó cũng thế luôn, nó bắn bèo bèo. Cái
hả ta? 6 giờ kém 15. Còn 2 khách nữa. Chút kỹ vậy đó mọi người, mở mắt khác rồi phải lấy nước. Dung nữ em hằng nặng một nhẹ nhàng kỹ nữa, chị ở xa quá không thôi hai mẹ con chị tới kiếm em nặng một mà. Dạ chị. Sáng giờ em toàn gặp ca mụn ti ti vậy không có chị, nên nhiều em ngại em không quay clip cho mọi người xem. Nhiều lắm. Mụn chút chút vậy chứ nặng cực lắm. Nó nhiều á, đầy khắp mặt khắp. Mà nặng xong người ta rất là thích thì nó nhẹ mặt. Mọi người thường hay bị mụn hai bên mép trong mắt, mình mới cắn mũi này. Ai cũng có mụn hết á, mụn mà nhiều hết thôi. Còn mụn vùng hai cánh mũi này đầy rồi, hầu như ai cũng có. Nặng mấy cái này sạch xong rồi về rửa mặt thích lắm à, nó nhẹ mặt lắm. Những bạn mà da càng nhờ càng dễ nổi mụn, thường xuyên đi lấy nhân mụn cho da sạch khỏe. Những bạn hay trang điểm như vậy nè, hay đánh kem chống nắng, không tẩy trang vệ sinh kỹ, rồi đi tập thể dục về á. Cái nhiều bạn nói với Hằng là trước giờ không có nổi mụn, sao từ ngày đi chơi thể thao về em nổi mụn quá chị ơi. Mà để ý lại xem là khi mình chơi thể thao về nhà mình có lửa mặt liền không, mồ hôi mồ kê vậy mà không rửa mặt thì nó dễ bị nổi mụn lắm. Chè đồ ngọt nhiều như vậy đó. Nói chung là nếu mà chữa hết mụn mà có mụn lại thì cũng là hiện tượng bình thường đó. Những khi mình ăn đồ nóng xong mình đi nặng, mình có lỗ chân lông này nó đứt tắt rồi. Mụn mà nó cứng cứng dớt luôn.
trên trán không trời? Hơn đó chị. Gần hết rồi mà ngưng không sợ nổi. Biết mọi người sao chứ Hằng tuần nào cũng xông hơi nặng mụn đắp mặt nạ hết á, còn thích nữa. Cho nó sạch cái mặt, nó láng cái mặt. Nhiều bữa đông khách quá, vừa mới leo lên là bị leo xuống rồi. Không? Dạ. Ở bên trong không mà. Ôi chết rồi, phải đi, đi đám. Mình mê coi mụn. Trời tối nay khi ba má đi về nó coi như là mất ngủ ba đêm luôn. Để chị đi đâu? Đi về quê đi. Thôi tối không kêu lại ai lên ngủ. Chị đi đám các chị đi về đó nha. Ừ. Ngọc Hân mà em bị tàn nhang mà có mụn ẩn nữa, chị có cách nào chị không? Chị chứ em, bây giờ trước tiên em phải vệ chị sạch mụn ẩn đó nha. Rồi chị trị tàn nhang cho em, sau đó là dưỡng cho em. Tóm lại là phải đi từng bước. Trước tiên là phải vệ sinh được cái da hết mụn đã, rồi mới điều trị tàn nhang được. Bé này em có xài thuốc mụn gì không nhỉ? Không. Không à? Sao sao da khô dữ người ta? Cắt hết trơn. Hello mọi người, chắc là ngưng được rồi. Bây giờ Hằng phải đi lượm mò cái con lắm nè. Lượm mò đoạn này coi hỏng hấp dẫn nữa ta. Bye bye mọi người nha. Để kiếm.